vừa phát hiện hai hồ nước vô cùng bí ẩn nằm trong lòng động Phong Nha, tỉnh Quảng Bình. Hai hồ nước nằm cách nhau khoảng 500 mét trên tuyến du lịch động Phong Nha khám phá 1.500 mét chiều sâu bí ẩn. Đoàn khảo sát của Trung tâm Du lịch Sinh thái và Văn hóa Phong Nha Kẻ Bàng và các chuyên gia hang động đã phát hiện ra hai hồ này hồi đầu tháng. Khi thám sát hồ kỹ hồ thứ nhất, thì các thành viên đoàn khảo sát đã càng ngạc nhiên bởi hồ nước dường như không có đáy. Các chuyên gia đã không thể tiếp cận đáy hồ mặc dù sử dụng các thiết bị lặn hiện đại và thòng dây để đo đáy hồ. Đoàn khảo sát đã quyết định đặt tên hồ nước thứ nhất là Xuyên Sơn Hồ. Đây là phát hiện thứ hai trong một thời gian ngắn sau khối nhũ đổi màu hồi tháng 7. Một lần nữa khẳng định Phong Nha là kỳ quan đệ nhất động với 7 tiêu chí nổi bật. Hang động có cửa hang cao và rộng. Hang động có bãi cát, bãi đá ngầm đẹp nhất. Hang động có sông ngầm đẹp nhất. Hang động có hệ thống thạch nhũ kỳ ảo và tráng lệ nhất. Hang động có các hang khô cao và rộng. Hang động hồ nước ngầm sâu và đẹp và hang nước dài nhất. Được biết, từ ngày 1 tháng 10 tới, Trung tâm Du lịch Sinh thái và Văn hóa Phong Nha Kẻ Bàng sẽ tổ chức cho du khách chiêm ngưỡng Xuyên Sơn Hồ, đồng thời tổ chức cuộc thi đặt tên cho hồ nước rộng hơn 300 mét vuông này. Như vậy, cùng với việc khai trương các tuyến du lịch, việc đưa các hồ nước kỳ bí mới phát hiện này vào khai thác phục vụ du khách sẽ góp phần tạo nên sự đa dạng các sản phẩm du lịch của vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Và nó càng có ý nghĩa hơn khi Quảng Bình chuẩn bị kỷ niệm 10 năm vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới và lễ hội hang động Quảng Bình sẽ được tổ chức vào năm sau.